Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Bệnh tật bùa vây, nghệ sĩ Mạc Can cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương. Thông tin nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can vừa cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương được người nhà xác nhận. Dù trước đó ông vẫn thấy còn khỏe mạnh và đang gấp rút hoàn thiện các tác phẩm viết văn dở ở trong phòng nhỏ thuê trọ. Cách đây một tuần, nghệ sĩ Mạc Can có gọi điện thoại cho phóng viên báo Thanh Niên than thở về chuyện đau chân, nhưng không ngờ bệnh lại chuyển biến nhanh đến mức phải vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Cái chân tự dưng đau quá nên cái xe mới Trấn Thành mua tặng hồi trước còn chạy lăng xăng. Dù để đó tôi nằm chết một chỗ rồi, ăn uống cũng không có được khi không. Nuốt cơm cũng không vô, lần này chắc mệt mỏi rồi đây. Ai ngờ sau đó ông mệt cả nhà phải đưa đi cấp cứu. Được biết, nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can là người có sở thích ít đồng hàng là ăn cơm với chuối. Dù đang giữa buổi sáng nhưng thói quen. Nếu gặp khách là Mạc Can đã mời ăn cơm trưa với chuối, ông kể. Hàng ngày tôi nấu một nồi, rồi lấy ra ăn lai rai suốt trưa, chiều, tối, khuya, sáng. Sau mai lại nấu tiếp, mỗi lần ăn đúng một chén là no. Nếu không là xô chậu, gì thì cũng ngồi vào sáng tác. Cứ gõ được vài trang tôi lại tranh thủ chợp mắt. Cứ thế tôi vừa ngủ chút, ăn chút, viết chút. Cho tới khi mặt trời lên, hôm nào tiền rủng rẻng thì mua đồ ăn thư thả. Còn túng quá thì tôi ăn mấy trái chuối cũng xong. Mà mấy hôm nay dịch bệnh Covid-19 phải ở nhà nên tôi ăn cơm với chuối hoài, hơi bị nhiều chuối rồi đó. Tội nghiệp, vậy là niềm vui tuổi già mới ngày nào cũng được nhấm nháp vài trái chuối với cơm nóng. Cho đã cơn ghiền của ông, mấy ngày nay đã không còn được hưởng nữa, bởi chị đút được cháo cho ông ăn, cũng ăn ít lắm. Theo người nhà, là cháu ruột của người em thứ hai, tên Dung đang chăm sóc nghệ sĩ Mạc Can ở Bệnh viện Trưng Vương, thì sức khỏe ông xuống thấy rõ. Cái chân bị gút đau trở lại, cùng với tình trạng xương khớp khiến ông không thể đi lại được. Từ phòng trọ thuê ở gần khu Tầm Vu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Mạc Can phải về nhà em gái ở Hóc Môn để dưỡng bệnh, nhưng mời vài bữa đã phải trở vô Trung Vương. Trưa ngày 7 tháng 10, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc được với nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều ngày ông mất tín hiệu. Nghệ sĩ Mạc Can cho biết, nhờ bác sĩ chăm sóc chu đáo và chích thuốc nên cái chân đau đã bớt, đỡ làm nũng, ông nói. Tôi khỏi chích thuốc vì mỗi lần chích thì có đau đớn thật, nhưng thuốc vô người tôi thấy khỏe hơn hẳn. Nên cứ thế, nghe tiếng sột soạt là tôi lại ngồi dậy, chờ bác sĩ chích thuốc để mau hết bệnh về nhà đóng phim. Còn nhiều vai tuy lỡ nhận lời đạo diễn rồi, mà nằm viện kiểu này thì đói quá, nghệ sĩ Mạc Can than thở. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.